Rồi, em xin chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay em xả hết cái lô này anh chị em. Xả để lấy tiền lấy đi Sài Gòn có một chuyện. Rồi, ghi này lên trên đi. Còn máy bự và bá luôn anh chị. Còn máy phùng dồi này nó có cái ống đã lắm nha anh chị. Cái ống nào ta? Có cái ống nó nãy rồi. Cái này em quay cỡ 18 phút thôi anh chị, em quay nhiều quá, cái ống em chưa rửa nha. Em quay nhiều quá nó đăng được nè, dưới đăng lâu. Cái điện thoại em đăng yếu lắm, cái ống này nó trong này nè anh chị. Con máy này thì nếu mà em bán thì nè, nãy em vệ sinh mốt, em vệ sinh gì cho anh chị dễ xài đi ha. Cho anh chị dễ xíu chứ giờ anh chị về vệ sinh nó hơi khó tại em có cái thuốc rửa. Con này thì không biết anh kia anh mua không, tại vì nãy nói để anh chút anh chuyển tiền đó mà không biết nữa. Con 1.4 triệu nè, con này em cũng rửa rồi, con này hôm bữa kia em có đổ xăng vô chỗ nổ anh chị, con 51cc á. Còn con này thì tại nãy mấy cái này em rửa nó còn hơi dính nước á, bởi vì em chưa có giật cho chạy được. Còn con này thì bữa trước chạy rồi nè, bữa trước bán 1.2 triệu này em bán 1.1 triệu thôi, xịt thuốc gia đình mới tin như cái đinh luôn đó. À, có con cái đầu magu em cho thêm cái hoa lăng nè anh chị, cái hoa lăng anh chị về gắn mấy cái cỏ nha, gỡ này ra gắn mấy cỏ vô bình thường, lấy này bán cho chai cũng được nữa. Còn anh chị muốn xài này thì xài này gỡ ra vô gì đó, mở này bơm biết nào hơn anh chị, nó đâu có phốt gì đâu, nó có hai cái miếng kính quạt bằng thao hay sao đó nào, mà nó xài cái chế này nè anh chị, xài chế ấy nè. À rồi, chắc em lấy cái bình xăng lại quá, em lấy bình xăng em cho anh chị bình xăng khác đi. À, còn anh chị chốt đi rồi hỏi tính sao ha, tại em định chế vô cái máy phun phân cho ông thầy á, tại nó xài có cái ống này nè, nó giống cái kiểu máy kia nè anh chị đó. À, ở đây con còn mới tin, ở đây bữa nay có máy còn mới dữ lắm nha anh chị. Con Tanaka này bữa trước em bán 2.1 triệu cái gì nè, bữa nay em bán 2 triệu thôi, cái cần của nó mới tin luôn, cái cần nó em bao anh chị mới tin, không gặn nó không gì hết luôn. Còn có con giá rẻ đó nè anh chị, single 900.000 tặng thêm cái bình nè, cái bình em để lâu quá nó luôn rồi. À, con này vip nè anh chị, con này nó chạy má ơi, con này em chưa gắn cái gai nha, nữa anh chị muốn gắn gai nè em gắn cái đó. Đó. Con này 21cc mà nó chạy ghê lắm anh chị, lòng 31 ly hết chị á. Mấy con Shingo mà Yoko nè, nó chạy ghê lắm. Bữa cái con mà nứt áo em bán rồi nha, còn con này chạy mạnh lắm, máy ấm lắm. Rồi, nay con này em bán cho anh chị có 1.1 triệu luôn nè. GUB 23. Đó. Chứ còn Echo 311 nè, lên gần thẳng hết rồi nè, bao vip luôn, chế gần ngang luôn. Đó, con nó có 2.1 triệu thôi anh chị. À, xin đi qua chế zin của nó luôn anh chị, hai kim luôn, có 1.4 triệu rồi. Estin, con này nồng 33 ly, hai con này nồng bằng nhau anh chị. Mà cái con này chạy vip nha, với con Gobin đó, với Gobin đó nữa, mấy con Gobin 3 số chạy ghê lắm anh chị, mấy máy 3 số chạy dữ lắm. Estin có 1.2 triệu à, còn con này hôm nay 34 ly anh chị, bán có 1.6 triệu à. 25 là 34 anh chị. À, còn con nè Kawasaki mới tinh luôn, cái dòng này cái nòng nó bền như súng điện. 1.4 triệu, Gobin 3 số bán 1.3 triệu thôi. Còn con này bán 1.7 triệu thôi anh chị, con nó nòng 37 ly anh chị. Em xả hết. Con Gobin 3 số này em bán 200.000 thôi. Ủa chị Mai chứ lộn, nói nồi khùng luôn à. Mấy con 3 số này chạy ác lắm anh chị. Cái bình xăng này anh chị biết sao đó, em cột cái bọc á, cái bình này nó mới tinh luôn, nó mới hơn mấy cái bình đó luôn. Mà cái đợt cột cái bọc á, tại vì mấy cái này nó không phải là xài nắp kính nha anh chị, cái hơi xăng nó lên mà xăng Việt Nam mình độc quá, làm thâm kim hết trơn luôn. Rồi, một con Echo 315 này anh chị muốn lên cần thẳng em lên cần thẳng, còn mà muốn ba lô em bán, bữa nay em xả 2.8 triệu thôi anh chị ơi. Hết được không? Rồi bữa nay em vô anh chị ơi. Rồi bây giờ nay em quay hơi lẹ xíu nha. Cái con đó thì rồi đó, rồi cái con này thì 550 anh chị nhớ nha, con này khỏi quay đen số 13 nè, 550 ha. Con này là em cho nổ bữa rồi nha anh chị, em bán là em bao anh chị bê tông nha. À, anh chị thích thì gắn qua lăng này vô xài phải cái cỏ, có 550 rồi anh chị. À, 550. À, nhưng mà em bán là cọc em mới bán anh chị mới trước nha. Còn những cái lô phun phân này nè là em bán là tính riêng nó, em không bao ship nha anh chị, chỉ máy cái cỏ mới bao ship thôi, mà phun phân anh chị chuyển đủ thêm bao ship đó. Rồi bây giờ cho nổ con Tanaka đi, con này nó mới khủng khiếp anh chị ơi. Nè anh chị nhìn nè,
mất hình dây băng đóng trên lốc nhôm nó làm chị biết nó giữ rồi. Máy này để giật để lâu lâu giật nhạy lắm, đầy đủ zin hết luôn á, chuẩn hết luôn á. Em bán em bao anh chị xem bê tông nha. Đó, rồi con này 2 triệu anh chị, số 0 đầu khởi hành hơn tới số 1 900.000 thôi, 900.000 sinh gu 900.000 thêm cái bình xăng này nữa nha anh chị, chế zin của nó luôn á. Máy này cái đầu bò mới nha anh chị, đầu bò mới tinh, đầu bò đẹp ghê không? Chị nhìn đầu bò đẹp ghê không? Đồng Tháp, đầu bò của Đồng Tháp anh chị, chống bắn cỏ chống hết luôn không? Rồi xin cua bèo nè, chạy mới ghê nè. Đóng lè là phải lên ga mới giật được anh chị. Chụp giật này có trợ lực nha anh chị. Cái lè đây nè. Đó. Nè chụp giật có trợ lực nè. Đó. Con này 1 triệu 3 nha anh chị. Con số 2 1 triệu 3 nha. Bữa nay bán rẻ lắm anh chị. Còn con này 1 triệu mốt nha anh chị. Con này có 1 triệu mốt à, số 3 nè. Con này anh chị muốn gắn cái tay lái nào, em gắn tay lái đi vô nha. Rồi, chút xíu quay mặt sau lại cho anh chị nha. Con Echo 311 nòng 36 ly nè, có 2 triệu mốt anh chị ơi. Con công tắc này bật lên nha anh chị. Để nó quay nè anh chị. Tới con này số 4 là 2.100.000 anh chị. Số 4 Echo 31 2.100.000. Con xin đây qua 3 số, xin qua hệ anh chị. Không biết ngày nồng 33 ly hay gì không? Hả? 1.400.000. Vậy đó. Kim luôn chị, chế zin theo máy luôn á. Rồi, để em nắm em quay chút xíu rồi. Rồi, để em quen mình luôn chị. Đang khách đang giao đồ. Chờ lần mình chị, chờ lần tặng. Số 7 là con này nòng 33 ly nha anh chị. Estin nha. Thương hiệu châu Âu mà gáp tại Nhật Bản nha anh chị. Số 7. 1.600.000. Tanaka nòng 34 ly. Tanaka tổ ong nha anh chị. Con này mới lắm nha. Con này le đỏ tự động luôn nè anh chị. Con này zin của nó hết luôn á. Nè anh chị coi nha, bật le nó bật xuống nè thấy không? Đó, anh chị có hạ ga lại,
hạ gà lên mới đóng lại được cái lè nè, thấy không? Đó. Rồi. Con này 1.6 triệu. Số 7, 1.6 triệu. Tanaka tổ ong. Rồi tới con Kawasaki, con này là hiện nó bền khủng, mà con này nó mới khủng khiếp anh chị, có 1.4 triệu mà. Anh chị đi mua bèo nhất cũng phải 700 ngàn. Anh chị nhận đầu bò kìa, nhận đầu bò mới kìa, cái đầu bò viên, cái trắng cỏ viên luôn anh chị, viên trong phải em thay nha. Chút xíu em quay mấy cái đầu bò cho anh chị xem. Rồi con Gubin, rồi đó con Gubin này, con này con số 8 là 1.4 triệu anh chị. Còn cái con Gubin này là số mấy? 9 triệu 3. Ở con này em để lâu quá, em thấy cái da bòm nó hơi thiếu rồi, để nó em chai, nó chai rồi, để nó em thay da bòm cho anh chị. Mà con anh chị thấy Gubin 231 nó chạy ghê không? Cần lắp zin nó hết luôn đó nha. Đó, chạy ác ghê. Có 1.3 triệu anh chị. Mấy con này em bao anh chị là nó chạy không thua TL 26 nha. Đó. Rồi, tới con nằm 37 ly nè. Có 1.7 triệu à. Tanaka số 10, 37 ly, 1.7 triệu. Con này nè, con này chạy bóc lắm nè. Con số 10 đó 1.7 triệu nha Tanaka, còn số 11 là 1.200.000 Gubin. Gubin 231 anh chị. Gubin 231 nhìn nè. Cái này em chưa gắn dây ga, gắn tay ga nữa, em gắn sao cho anh chị nha. Con này chạy giòn lắm chị. Mấy con 3 số là nó chạy ác lắm chị. Rồi, con số 11 là 1.200.000. Tới con 2. Số 12 nè. Echo 35 nè, nòng 37 ly anh chị. Cái này nòng 37 chứ không phải 36 đâu nha anh chị. Giật sáp nè anh chị, giật có sáp nè. Con này em chưa dọn nha anh chị, chốt thì em dọn nha, tại em mấy nay không có thời gian anh chị. Bữa giờ nhiều người hỏi em quá. Con này bình xăng mới tinh nè. Con này là con đẹp luôn anh chị. Nó vô à, bô e nó hai bô e khác nha. Em có bô e zin luôn mà em chưa rảnh thay anh chị. Anh chị. Máy vô một nghe tiếng động. Dạ. Nóng quá. Đó, anh chị đóng lè, anh chị lên ra tắt máy à. Đóng lè vậy là phải lên ra mấy mới chạy nha anh chị. Con này bê tông mới tinh nha anh chị. Những máy đây em bán là em bao anh chị là bao bê tông hết nha. Mấy phút rồi. 14. Rồi. Con số 15 là bữa nay 1.1 triệu thôi. Đó, về sở gia đình mới tinh, anh chị nhìn thấy nó mới không? Em rửa lại đó. Em rửa lại cho anh chị luôn rồi đó. À số 15. Rồi nhảy qua số 15. Số 14 1 triệu anh chị. Ha. Con này thì em bao hơi lửa, con này về chế đồ ngon lắm anh chị, nhìn ngầu coi ha. Nhìn ngầu lắm. Đó. Con này nữa em bỏ cục xe tép vô cho anh chị. Đó, bao lửa. Còn máy này là em chưa dọn nha anh chị. Nè mấy con đó cho nổ rồi, còn máy này chưa dọn nha. Con này, con Gubin này em cũng chưa xúc chế nè anh chị. Anh chị kỹ anh chị về xúc lại. Mà em thấy nó chạy được rồi anh chị ơi.
con này nè, à quên, con này mới hiệu nè. Con này á là em thấy nó nè, anh chị nhìn dưới đây nè, thấy không? Nãy em vệ sinh mà chưa kỹ mấy nè, thấy không? Em chỉ xịt nước sơ thôi anh chị ơi, chứ em làm không kịp sáng giờ á. Con này là lại đủ đồ liền lạc luôn, có này luôn. Đó. 2.3 triệu. Và con này là ấy em sẽ mồi xăng nổ cho anh chị nha. Đó. Cái con này là nó xài giống con Gobin 411 luôn anh chị, giống hệt luôn, em bảo đảm anh chị nè. Anh chị nhìn đây nè. Anh chị nhìn cái nọng đây nè. Đúng không? Đó. Nó giống hệt Gobin 411 luôn nha. Đây nè. Thì em bảo đảm nếu mà cái này á thì cái lốc thì không biết sao, chứ anh chị lấy nguyên cái chùm này nè. Anh chị đưa qua 411, cái nòng này bèo nhất anh chị mua, bèo nhất phải 1.5 triệu. Cái nòng 411 mới á anh chị, mà bữa ông anh khi ông mua đâu 900 ngàn nòng Thái á. Nòng Thái là nòng đó là Thái nhái thôi chứ không phải Thái xịn đâu anh chị. Còn cái này nè, anh chị biết nè, cái nòng này, cái này máy em bán là em bao cái tông nha. 2.3 triệu. Nếu mà anh chị nào mà muốn lên máy cái cỏ thì không biết cái này em lên được không nha. Thì nếu mà em lên cho anh chị á là phải cái cục này phải 3.5 triệu cái đầu máy không anh chị. Nếu mà cái này lên phải cỏ chạy xuống anh chị, cái này 511 là thể nồng 44 ly hay gì đó anh chị. Em không biết nha, tại vì nói thôi chứ chưa mở ra nó chưa biết. Còn con này thì anh khách anh mới hỏi là mà không biết, anh chưa cọc, anh chưa kết bạn Zalo nữa. Mấy con này là thùng đồ nguyên hết anh chị, con này thùng cũng nguyên luôn nha. Con này thì nó có nhiều đây à, chứ không có sùng nữa. Nhưng mà anh khách anh kêu em gắn sùng cho anh trả tiền. Sầu này mua 50 ngàn thôi anh chị ơi. Về ảnh phun phân á, thổi vôi á, phun vôi á. Tại vì anh chị phun vôi mấy cái dòng này, anh chị phun vôi đồ nó dễ lắm. Còn mà gãi xạ lúa, gãi phân đồ, gãi phân cũng dễ nữa. Còn xạ lúa hơi khó nha. Con này không biết là anh nói anh chốt chưa, em chưa biết nè. Nãy nói anh chốt rồi đó. Đầy đủ đồ hết nha anh chị. Rồi, thôi, em chào anh chị ơi. Mệt chứ anh chị ơi, sáng giờ hoàng mệt quá. Rồi thôi em chào nha.